Đây là hình ảnh trước và sau khi mình sử dụng sản phẩm này, các bạn có thể ấn dừng lại để xem cho rõ. Chào các bạn nha, như tiêu đề video thì chắc các bạn đã biết hôm nay mình giới thiệu sản phẩm gì rồi đúng không? Thì sau một quá trình tìm hiểu, mình đã quyết định đặt mua một em robot hút bụi. Mình thì đặt mua hàng online thôi. Nên mua hàng online thì trước khi về mở hộp thì các bạn nhớ quay lại video nhé. Cái này rất là quan trọng đấy. Video mở hộp thì các bạn cứ làm cho mình nhé. Quay đầy đủ hết các cái mã đơn hàng này, các cái vết băng dính, các cái vết rách đều quay lại hết. Nếu các bạn mua hàng ở các cái bên cửa hàng lớn uy tín thì các bạn yên tâm là sau cái bước này nếu mà sản phẩm của bạn bị lỗi hàng hóc thì chắc chắn là các đơn vị nó sẽ đổi cho bạn nếu mà có cái video bằng chứng này. Con này mình mua thì giá của nó cũng thuộc cái phân khúc bình thường thôi, ai cũng có thể mua được, nó chẳng phải loại xịn nhất bây giờ. 1-2 năm trước thì có thể nó là loại xịn nhất đấy, nhưng mà hiện tại thì nó có nhiều cái mẫu mới nó ra rồi, nó cao cấp hơn, nhiều tính năng hơn. Sau đây là các phụ kiện của em nó. Đầu tiên là hai cái chổi cặn, các bạn cứ lắp đúng màu là được, không lắp đúng màu thì cũng chả làm sao. Mình thấy thì nó vẫn chạy bình thường. Còn sau khi sử dụng thì mình thấy mỗi cái chổi bên phải là hoạt động hiệu quả nhất. Tại vì con robot của mình mỗi lần nó vẽ bản đồ nó đều chạy ngược chiều kim đồng hồ. Cái chổi bên phải nó luôn đi sát vào tường và nó hất hết cát bụi từ rìa tường vào trong. Mình thấy trên bọn iRobot nó cũng chỉ cần một chổi thôi mà. Tiếp đến là cái chổi chính. Nhà sạch hay bẩn, nó quét sạch không là chính là nhờ vào cái chổi này đây này. Chổi này thì các bạn cũng nên tháo ra vệ sinh thường xuyên. Nếu nó mà bị kẹp nhiều dây, nhiều tóc nó mắc vào đây thì cũng khá là nhanh hỏng. Đây là cái hộp để đựng bụi và rác. Sau khi máy hút thì bụi và rác sẽ chuyển hết vào trong cái hộp này. Ở cái hộp này thì bạn cần lưu ý cái tấm lọc HEPA này. Sau mỗi lần mình vệ sinh hộp thì mình vệ sinh luôn cả cái tấm lọc HEPA này nhé. Tấm lọc HEPA này thì các bạn nhớ thay định kỳ để cho máy hoạt động được tốt nhất. Bên trong thân máy còn có một cái dụng cụ để mình có thể loại bỏ bụi bẩn và loại bỏ các cái tóc rối. Hãng còn cẩn thận cho mình thêm 10 cái giẻ lau này. Cái giẻ lau thì theo khuyến cáo của hãng là dùng một lần, dùng xong là vứt đi. Tuy nhiên anh em Việt Nam mình thì tiết kiệm mà, mỗi một cái có thể dùng đến khoảng 5-6 lần vẫn được. Dùng xong các bạn có thể tháo nhẹ nhàng ra, giặt sạch ngay, phơi khô và lần sau lại sử dụng lại thôi. Còn anh em nào có điều kiện thì cứ mua cả thùng về dùng dần cho nó rẻ. Còn đây là cái miếng lau có thể tháo ra để giặt đi giặt lại nhiều lần này. Nhìn nó có vẻ dày dặn hơn cái miếng kia. Khi muốn lau nhà thì các bạn chỉ cần lắp cái miếng này vào là máy sẽ tự lau, các bạn chú ý cứ lắp như mình là được. Cá nhân mình thấy cái miếng lau nhà thẩm thấu này thì nó cũng không được sạch lắm. Để đổ nước vào lau nhà thì các bạn ấn vào đây và lôi cái hộp này ra. Các bạn chú ý đổ khéo léo nhé, đừng để nước nó vương vãi ra ngoài. Lưu ý nữa là các bạn nên dùng nước lọc nhé, không nên dùng nước máy hoặc nước giếng khoan. Nước máy hoặc nước giếng khoan nó có thể đóng cặn làm tắc vòi bơm. Mình mua bản quốc tế nên được hãng tặng nhiều phụ kiện lắm. Còn đây là bộ lau rung mà hãng giới thiệu là công nghệ Osmo Pro đây. Sạch hơn cái bộ kia nhiều. Đây bên trong nó còn tặng thêm cái hai cái chổi cạnh nữa này. Nhưng mình chỉ dùng có một cái chổi bên phải thôi, còn lại ba cái này mình cất đi thay thế dần. Đây là bộ lau rung Osmo Pro đây. Nhìn nó có vẻ to hơn, đẹp hơn, bởi nó tích hợp cái máy rung ở trong này mà. Cái bộ này thì chỉ dùng được cái giẻ dán của nó thôi nhá, còn cái giẻ mà giặt đi dùng lại nhiều lần thì nó không dùng được với cái bộ này. Thêm một cái tấm lọc HEPA nữa này. Còn đây là mốc thời gian để mình thay thế các cái linh kiện của máy. Ok, như vậy là xong phần mở hộp rồi. Bây giờ là đến phần cho nó hoạt động và cảm nhận của riêng cá nhân mình. Trong rất nhiều các loại máy robot hút bụi trên thị trường thì tại sao mình lại chọn cái em này? Bởi vì nó có những cái công nghệ nó vừa đủ dùng với mình. Ví dụ như cảm biến nó tránh vật cản này rất là nhiều này. Thậm chí cái đằng trước nó có cả cái camera đây. Khi mình đi vắng ở xa nhà thì mình vẫn có thể dùng con này để quan sát cái ngôi nhà của mình. Rất là hay. Và quan trọng hơn là nó vừa túi tiền của mình. Lúc đầu khi mới nghe về cái robot bụi, mình cứ nghĩ là đấy, mình mua nó về xong là cứ để đấy nó chạy để nó hút bụi hút nước mà mình sẽ không bao giờ phải đụng vào cái nhà cái cửa nữa. Lười mà. Hy vọng là sau khi mua nó về thì nhà cửa mình sẽ luôn sạch sẽ. Đấy là cái ý nghĩ ban đầu của mình thôi. Còn sau khi mình tìm hiểu mình mua về thì mình lại thấy là nó hoàn toàn là không đúng như thế. Để cái con robot này ấy, nó hoạt động được một cách gọi là sạch sẽ nhất, chuẩn nhất, đúng nhất, bền bỉ nhất thì mình lại phải tìm hiểu về nó. Và chính mình phải tự tạo cái môi trường để cho nó hoạt động được một cách tốt nhất. Các bạn nên lưu ý rằng cái con robot này nó rất là kỵ nước. Lúc đầu mình cũng giống như các bạn ấy. Nên xem review của các cái reviewer khác. Xem được một số video của các cái reviewer nó đổ tương ớt này,
đổ các cái nước dầu, nước tiết bẩn chỉ ở nhà cho robot chạy qua để cho thấy cái độ sạch của robot. Nhưng thực ra như thế là sai lầm nhé. Những thằng reviewer làm cái việc đấy là nó hoàn toàn không hiểu gì về con robot này. Bọn nó làm cái video như thế rất dễ khiến cho người dùng hiểu lầm là cái con robot này nó đa năng. Nhưng mà thực ra thì nó chỉ hút sạch được đúng một lần duy nhất đấy thôi. Sau khi nó hút cái đống tương ớt, cái đống nước, dầu với các thứ ấy vào thì chắc chắn là sau nó sẽ hút kém hơn. Cái con robot hút bụi này ấy, thì cái công năng chính của nó chỉ là hút bụi thôi. Nó chỉ thay thế cho mình cái công việc quét nhà hàng ngày thôi. Còn khi các bạn nấu ăn thì các bạn vô tình làm rơi nước ra nền nhà, các bạn vô tình làm đổ sữa ra nền nhà, các bạn lập tức phải lấy khăn và lau đi. Nếu con robot nó vô tình nó chạy qua cái vũng nước đấy thì chắc chắn nó sẽ gặp vấn đề. Nó chỉ hút sạch được cái đống nước với cái đống sữa duy nhất lần đầu tiên nó gặp phải thôi. Còn sau khi sữa với nước nó hút vào trong cái bình của nó và nó hút ngược cả vào động cơ nữa thì lần sau nó không bao giờ nó hút sạch được nữa. Hiện tại cho đến thời điểm mình làm cái video này đã có những con robot nó hiện đại lên đến 30-40 triệu nhưng mà vẫn chưa có con nào có khả năng hút được cả nước. Nó đắt tiền bởi vì nó nhiều cái công nghệ nó khác hơn thôi. Nó có công nghệ chẳng hạn như là tự động giặt rẻ này, tự động đổ rác vào hộp này, thế thôi. Mình cũng hy vọng là trong tương lai có nó sản xuất ra được cái con robot mà nó hút được cả nước thì mình nhàn quá. Điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các cái phụ kiện thay thế của cái con robot này. Mình phải thay thế đúng thời gian nhé, đúng thời điểm. Ví dụ như hai cái chổi cạnh thì từ 3 đến 6 tháng là các bạn phải thay này. Tấm lọc HEPA cũng thế. Và cái chổi giữa thì có thể để 6 đến 1 năm các bạn phải thay. Nếu các bạn cứ sử dụng quá cái thời hạn của nó đi thì tất nhiên là nó sẽ hút bụi kém hơn, nó không đạt được hiệu quả như ban đầu. Còn dùng càng về lâu về dài nữa thì nó sinh ra nhiều bệnh tật hơn. Mình đã theo dõi trên cái kênh của cái anh bán hàng này thì đã có rất nhiều khách hàng mang robot đến bảo hành và khi mở ra thì bên trong robot ấy thì cáu bẩn toàn bụi biết các thứ. Vào tận cả trong động cơ làm chết cảm biến, chết động cơ. Đây, con robot của mình sau khi nó quét khắp nhà bắt đầu nó tự tìm đường về cái đốc sạc đó. Đấy, mình chọn con này một phần là cũng vì nó có tiếng Việt đấy. Đấy các bạn nhìn khi sạc thì cái đèn nó cứ nháy lên nháy xuống, nháy lên nháy xuống này. Còn khi sạc đầy thì nó sẽ tắt hẳn nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái hộp rác của nó hút sau khi lần đầu tiên nó hút cái nhà mình nhé. Nhiều rác kinh khủng luôn. Mình không nghĩ là nhà mình lại có thể nhiều rác như thế. Bởi vì trước khi có nó thì ngày nào mình cũng quét dọn mà. Mình đoán là đây là rác ở trong những cái gầm giường, gầm ghế hoặc trong những cái ngóc ngách mà mình không thể với chổi tới được. Đây các bạn nhìn cái đống rác của nó mới thấy đáng đồng tiền này. Bao nhiêu tóc này, với lại bụi mịn này, nhìn nó vón cục lại với nhau như một cái cục bông vậy. Dùng cái con robot này rất là thích nhé, bởi vì nhà mình giờ sẽ không còn nhìn thấy những sợi tóc vương vãi ở trên mặt đất nữa. Rồi, xong phần hút bụi và quét nhà rồi. Thì phần này là sẽ là phần mình nói về lau nhà. Thì các bạn nên nhớ là lau nhà chỉ là cái tính năng phụ của con robot này thôi nhé. Không nên hy vọng nhiều. Ở trong phần lau nhà này thì các bạn chỉ cần lưu ý hai điều thôi. Thứ nhất là không được để nước vương vãi lên các cái động cơ của con robot này. Được để nước dính trên các cái điểm tiếp xúc của cái bộ lau nhà này với con robot. Để tránh làm gọi là han rỉ các cái điểm tiếp xúc, cái chân tiếp xúc bằng kim loại. Điều thứ hai là các bạn nên sử dụng cái nước lau nhà do chính hãng của cái bên robot này sản xuất ra này. Các bạn đừng lấy nước rửa bát hoặc nước lau nhà bình thường các bạn đổ vào đây là hỏng luôn đấy nhé. Cái nước rửa bát của mình với cái nước lau nhà bình thường của nhà mình vẫn hay dùng ấy, dùng thủ công ấy, nó rất là nhiều bọt và nó rất là nhiều các cái cặn. Nó gây kẹt cái máy bơm của cái con robot này. Nói chung là các bạn là có tiền thì mua cái nước chính của cái hãng nó sản xuất ra. Còn không thì mình sử dụng nước lọc tinh khiết, mình lau thôi. Đây là mình đang sử dụng cái bộ lau nhà thẩm thấu.
nó kiểu cơ chế hoạt động nó như kiểu là nó làm ướt cái rẻ xong nó kéo cái rẻ đi để lau nhà, nhưng cái này nó chỉ lau được một lần, nó chỉ đi thẳng một lần thôi, nó không sạch sẽ được bằng cái bộ lau dung kia. Đây, đoạn này mình sẽ quay thật chậm để cho các bạn là dễ hình dung ra xem cái độ sạch của nó khi lau nhé. Mình thấy thì nó chỉ là lau được bình thường thôi, những cái vết bẩn mà nó bám không quá chặt, những cái vết như kiểu là vết vân tay hoặc là cái dấu chân của mình thì nó sẽ lướt qua để nó làm sạch cái vết đấy được thôi, còn những cái nào mà vết bẩn bị khô lại hoặc là những cái vết bẩn lâu ngày thì nó sẽ không thể làm sạch được. Cái kiểu lau này là dùng cái sức nặng của cái con robot này để tì lên cái miếng rẻ này để kéo đi và lau nhà, nên chắc chắn là nó không bao giờ nó sạch bằng cái cách mình lau thủ công. Bây giờ là mình sẽ thử cái bộ lau dung công nghệ Osmo Pro của hãng này. Vui lòng di chuyển đến khu vực không trải thảm để bắt đầu. Nếu mình nhớ không lầm thì cái thời điểm mà cái con này nó mới ra mắt thì nó là cái con robot duy nhất có cái công nghệ lau dung này thì phải. Cái công nghệ này thì nó mô phỏng lại cái thao tác mình lau nhà thôi. Cứ tiến lên lại lùi xuống, tiến lên lùi xuống, lau đi lau lại một chỗ. Nhưng mà cái tần suất của nó rung rất là nhanh. Cái này thì mình đánh giá nó lau tạm ổn. Nếu mà xét theo tiêu chí là lau nhà thủ công mình làm thì mình nhận xét cái con này nó đạt được khoảng 60 đến 70% rồi đấy. Cái độ sạch của nó, độ sạch của nó đạt được 60 70% so với là mình lau nhà theo kiểu truyền thống. Tuy nhiên thì các cái vết bẩn mà nó bị cặn hoặc là nó bị bám lâu ngày nó khô lại ấy, thì nó vẫn không thể làm sạch hoàn toàn được. Nhiều các cái reviewer nó phàn nàn về cái chế độ lau này là ồn quá, nhưng mà mình nghĩ là mình theo mình sử dụng mà mình thấy nó không thành vấn đề, tiếng ồn nó không thành vấn đề, tiếng ồn của cái con này nó không không đáng để mình phải quan tâm đến nó. Nếu bạn nào quá nhạy cảm, quá khó chịu với tiếng ồn của nó thì mình có thể set up cho nó hoạt động vào cái lúc mà mình không có ở nhà, mình đi vắng. Nhiều ông vì cái tiếng ồn này mà trừ điểm nó khi mà so sánh nó với các cái con robot khác. Mình thấy nhì lì. Đoạn này là mình đang quay để so sánh cái chỗ nó lau nhà rồi và cái chỗ nó chưa lau. Thì cái này mình đã làm một cái ảnh, mình ghép hai cái ảnh lúc lau rồi và lúc chưa lau mình up trên đầu video ấy. Các bạn nào chưa nhìn rõ thì có thể tua lại đầu video để xem nhé. À, còn một điều cuối cùng nữa mình muốn nói với các bạn là sau khi lau xong nhà và con robot quay về đốc sạc thì các bạn nên gọi là tháo cái bình nước của nó và đổ hết nước đi nhé. Dù có còn nước thì các bạn cũng đừng để bên trong bình và đừng để nguyên ở cái máy như vậy. Các bạn nào có đang phân vân chưa biết mua robot của hãng nào thì mình có thể đưa ra một lời khuyên như thế này nhé. Các bạn có tiền, thích bền, thích dùng ổn định thì mua của iRobot. Theo mình đó là dòng phân khúc cao cấp nhất. Cái loại đó thì phụ kiện thay thế của nó cũng khá là đắt tiền, 5-700 một cái chổi. Còn các bạn nào tiền vừa vừa thì các bạn có thể chọn EcoVac hoặc là Roborock. Còn ít tiền hơn nữa thì các bạn có thể chọn đến phân khúc của Dreame. Đó, theo mình các bạn chỉ nên quan tâm những loại đấy thôi. Những cái loại mà hàng OEM Trung Quốc là đội lốt của Đức ấy thì thôi, bỏ ra khỏi đầu đi. Mấy cái dòng kiểu Nhật bãi nữa, hên xui thì thôi thôi, bỏ ra khỏi đầu đi. Các bạn chỉ nên nghiên cứu bốn cái tên mình kể trên thôi.